Kính chào cô chú anh chị, các bạn đang xem trên kênh của Long Mix Vlog. Buổi sáng hôm nay thì em đi kiểm tra những cái trái sầu riêng, bởi vì lúc này sầu riêng thì nó có già có chín cây rồi. Rồi sáng với chiều là mình phải đi ra vườn mình thăm thăm coi nó có rụng hay là không. Tại vì chuồng bò này mình để bán lẻ, để bán chợ, thành ra là để chín cây. Khi nào có người đặt hàng thì mới cắt già, còn không có người đặt hàng thì cũng để chín cây. Thành ra là hôm bữa nay cứ mỗi buổi sáng và buổi chiều thì mình đi ra vườn để khăm coi nó có rụng hay là không. Đó. Thì hôm nay mình đi khăm vườn và sẵn thì cũng giới thiệu đến cô chú anh chị các bạn cái giống sầu riêng đột biến. Thì qua qua những cái đánh giá của những cái người đi trước, người làm sầu riêng đi trước thì người ta nói là cây sầu riêng đột biến đó là cây sầu riêng ri sáo da xanh. Thì em sẽ đi một vòng và đi qua bên cái cây ri da xanh đó cho cả nhà mình xem, tham khảo xem chơi cho vui ha. Tại vì chưa biết chính xác thực tế nó là cái giống gì, nhưng mà những người đi trước trong cái nghề sầu riêng thì người ta nói là ri da xanh. Thì em sẽ đi tới cái cây đó cho cả nhà mình xem coi cái cây ri đột biến đó nó như thế nào ha. Đó, còn thì vẫn vậy, và hôm trước nay thì em cũng hay quay chia sẻ về cái cây sầu riêng chuồng bò nè, sầu riêng chuồng bò ghép mỏng thon. Thì hôm nay nó cũng đến độ già rồi. Đó, khi mà tới già thì nó cũng được, cũng nở căng tròn, cũng không đến nỗi gọi là xấu ha. Cái phần trên này là mỏng khon, còn khúc dưới là chuồng bò mình ghép cải tạo. Năm nay cây mang trái nhưng mà lá vẫn tốt, như là đẹp đó. Nay tới thu hoạch mà chuẩn bị đi đọt nữa nè, này thì già rồi. Nghe nó bọt. Còn nhánh này là chuồng bò. Chuồng bò này. Có trái này là chuồng bò nhưng mà nó lớn. Cây này hôm bữa nay cũng rụng 4-5 trái vậy đó. Có đầm ngoài này ngoài mương, mình sợ rụng ngoài mương mình cắt rồi. Đầm này thì cũng rụng hết trái. Mong khon có cây nhiều nhất là cây này. Cây này thì mang trái nhiều. Thì cả nhà mình có muốn xem lại những cái video mà lúc nó sổ nhị với lại lúc nó chọn trái thì mình có thể là em sẽ để cái đường link dưới phần mô tả ha, cho cả nhà mình có thể là xem tham khảo. Còn bây giờ da nó đã mốc rồi, già. Đó, nó bọp. Thì chuồng bò này nó bọp do nó chắc muối á. Hộp nào cũng có muối và nó chắc muối, cho nên là nó không có vang như là ri hay là thái. Nè nó nè, tái này chín là thơm nè.
Cái thơm à. Hôm nay thì chưa có rụng. Bên đây hôm bữa rụng hết trái nè. Cái nhánh bên đây không là mấy chục trái nè. Đọt, chuẩn bị đi đọt nữa rồi. Đây em sẽ qua bên chỗ cái cây ri da xanh cho cả nhà mình xem ha. Thì chiều hôm qua đi thăm vườn thì thấy nó chín bốn trái, mình đã cắt vô bốn trái rồi. Cắt vô và ăn thử. Chiều hôm qua do trời tối quá cho nên là mình không có quay cho bà con mình xem được ha. Với lại xưa giờ mình cũng chưa có ăn thử cho nên cũng không biết như thế nào, thì sau khi mà ăn thử thì mình mới có cái đánh giá nó đúng được. Đây là cũng sầu riêng chuồng bò. Nếu mà nhìn bên ngoài thì cái lá nó khoảng 80 80 với lại cái lá ri 6. Nếu mà mình nhìn lá khoảng 80, mình để ý kỹ mình mới thấy nó có sự khác biệt thôi, chứ còn là nếu mà nhìn sơ qua thì thấy nó cũng như ri 6 thôi. Gốc xưa hồi hồi trước mua là mua gốc gốc ghép 2 năm, gốc ghép 2 năm ha. Cây thì nó cũng không được lớn, cây này là ăn trái chiến và nó cũng không được to đâu, nó nhỏ nhưng mà năng suất của nó thì cũng cũng cao so với các cái giống sầu riêng hiện tại. Cái trái nó ri da xanh, cái này nó tới già nha. Nó tới già cho nên là nhìn nó không được đẹp như lúc trước nữa. Còn cái lúc mà nó còn non là cái da nó rất là xanh luôn. Để một hồi em sẽ quay trái non cho cả nhà mình xem. Cái gai nó xanh. Hôm qua chín bốn trái cho nè. Đó, cắt còn cái dấu cuốn á. Nó mọc đùm đùm trên đọt. Thường thì nó sẽ già trên đọt trước, trước khi mà nó già dưới gốc. Thì đối với cái cây mà nó bé như thế này mà nó mang cái lượng trái như thế này thì thấy là năng suất của nó cũng cũng cao. Và cái sức nuôi trái của nó thì tốt. Hiện tại đang nuôi trái nhưng mà lá nó vẫn đẹp nè và có hiện tượng đi đọt. Nếu cái này mình tiếp tục bón phân vô thì có thể là nó sẽ đi đọt. Cái cây nó bé, cây tơ nhưng mà thuộc dạng nó đẹp, cũng không lớn mấy à.
ở trên đọt thì nó sẽ già trước đó, mấy dấu cuốn hôm qua mình cắt nè đó. Cái đít thì nó cũng bằng chứ nó không nhọn, không nhọn ha, đít bằng. Đây đây trái sầu riêng non của nó đây, nó cực kỳ dễ đậu trái, cực kỳ dễ đậu trái luôn. Đây nè, trái sầu riêng non cái kiểu giống như là nhánh nó hơi sụ sụ xuống á, rồi nó ra mình không hay, rồi nó đậu luôn. Còn những cái trái kia thì nó đã già rồi nè, cái phần phần đít nó chưa nở, gai nó còn nhọn xanh gân. Còn những trái bên đây nó già thì đít nó đã nở rồi. Gai nó thì to, gai nó to to hơn gai mỏ khon và nó xanh. Nè coi à, 2 4 6 8 10, 10 với 4 trái mình cắt là 14. Thì cây này mang 14 trái, 14 trái mà nó cũng khá là to. Đối với cây nhỏ xíu thì nó mang về thì thấy là nó cũng có năng suất. Về cái chất lượng bên trong á, khi mà mình chẻ ra thì nó nhìn nó không bắt mắt à, cái màu cơm nó màu nó tựa tựa như là mon khon, tựa như là màu của khái, nhưng mà khi mà ăn thì nó kiểu kiểu giống như như ri, hơi béo hơn ri một chút nhưng mà không bằng mỏng khon ha, nói chung nó cũng lạ. Còn cái màu thật sự khi mà mình chẻ tới sầu riêng ra thì nhìn nó không được bắt mắt cho lắm, cái màu nó hơi lợt ha. Thì qua những anh chú đi trước trong cái nghề sầu riêng này thì người ta nói là đây là cái cây ri da xanh. Thì nếu mà cô chú anh chị các bạn nào có biết về cái giống này thì có thể là để dưới phần bình luận ha, để cùng nhau tìm hiểu. Còn bên đây là sầu riêng chuồng bò. Chuồng bò này là cái cây lúc trước mình định ghép để cải tạo, rồi sau đó gió làm tét, gió làm tét rồi mình không ghép nữa, không ghép nữa thì bây giờ nó lại lên, lại lên như thế này. Thì cây này là gì? Nó cũng sung như cây tơ thôi, do là đợt rồi nó cũng sung quá, nó không có mang trái, nó mang nó ra đựng đùm. Nhưng mà được cái giống chuồng bò này nó không ra bông thôi mà nó ra là đậu. Đấy, bên đó nó ra đựng đùm đậu. Đùm đó thì được 5 trái, 5 trái cũng to. Khi lên nhánh như vậy thì nhìn nhánh nó lực. Đó. Cái này năm sau thì hy vọng sẽ mang trái nhiều. Em sẽ năm sau khi mà nó ra trái em sẽ cập nhật lại cây này cho cả nhà mình xem. Xem con cây sầu riêng già mà mình cưa ngang cho nó lên tược thì năng suất nó có bằng những cây bình thường hay không. Rồi, em xin kết thúc video tại đây ha.
Em xin chào, hẹn gặp lại cô chú anh chị các bạn trong những cái video kế tiếp.